Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2020, tức là vào ngày quốc tế lao động, ngày nghỉ lễ. Thì hiện tại thì trên màn hình quý vị đang xem này, chúng tôi đang cho anh em thợ là tháo dỡ một chiếc sập ngũ phúc ngũ tái chất liệu bằng gỗ Vũ Ta Quảng Bình, kích thước là 1m70 x 2m, để chuẩn bị là xếp xe để đi bàn giao cho một bác khách hàng. Đó chính là anh Hà, anh đến từ Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì chiếc sập này thì chúng tôi vừa mới về lúc buổi chiều hôm qua, chiều tối ngày hôm qua. Thì anh Hà ở Lũng Kênh, Đức Giang thì Hoài Đức thì cách cửa hàng của chúng tôi chừng 45 cây số thôi. Thì anh đã đi đến luôn và chốt cọc luôn, đặt cọc tiền luôn chiếc sập này. Từ tối hôm qua, chiều tối hôm qua thì hôm nay thì chúng tôi cho anh em thợ là đi để đi bàn giao luôn cho anh. Thì anh Hà là một khách hàng quen với cửa hàng của chúng tôi. Chừng một tháng trước thì anh đã mua một chiếc sập ngũ phúc cũng như thế này, nhưng mà kích thước là 1m60 x 2m, và một chiếc tủ tre và một đôi đôn chất liệu bằng gỗ Vũ Ta, thì đều là hàng VIP luôn. Thì cái sập trước thì là kích thước 1m60, anh kê ở gian phòng khách ở tầng trên. Thì khi mà theo dõi thì thấy chúng tôi về chiếc sập 1m7 này, thì anh lại mua thêm một chiếc 1m7 này, và chiếc sập ngũ phúc 1m6 kia thì anh lắp ở chỗ khác. Đó, thì anh lắp ở chỗ khác và chúng tôi chuyển chiếc sập 2m1 này lên, tại vì do cái gian phòng khách của anh nó rộng cho nên anh muốn chiếc sập nó to hơn, và anh mua luôn cả hai cái. Đó, anh là một khách hàng quen thì rất là chân thành cảm ơn anh Hà, anh đến từ Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã tin tưởng và tiếp tục ủng hộ cửa hàng của chúng tôi một chiếc sập ngũ phúc bản VIP như thế này. Thì đúng như yêu cầu của anh thì hôm nay ngày nghỉ lễ thì chúng tôi cũng cho anh em thợ là cho ba anh em thợ sẽ đi bàn giao cho anh trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn quan tâm đến những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền, hoặc là chi tiết hơn là giống chiếc sập ngũ phúc này, thì có thể vui lòng liên hệ cho chúng tôi thông qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc quý vị có thể về tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Cửa hàng của chúng tôi thì trưng bày rất là đa dạng những cái mẫu mã đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền, cả cũ và mới. Quý vị vui lòng về trực tiếp để được thưởng ngoạn một cách chi tiết và thực tế nhất. Và chúng tôi cũng xếp gần xong rồi, thì lên lắp lên trên nhanh thì nó hơi vất một chút, tại vì là do lắp trên tầng 2. Và hiện tại thì khi mà đi hơn nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi bây giờ là 9:30, 10 giờ kém thì chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Hà. Và chúng tôi vừa mới cho anh em thợ là khuôn lên trên tầng 2 cho anh đây. Đó chính là anh Hà đến từ Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Và chúng tôi đã kê xong và lắp đặt xong cho anh chiếc sập 1m7 x 2m1 này rồi. Đó, thì chiếc sập 1m6 kia chúng tôi vừa mới dỡ xuống xe để chuyển để cho anh lắp ở chỗ khác. Đó, và chiếc sập 1m7 này thì không gian phòng khách này nhanh nó tương đối rộng, nó rất rộng luôn. Thì đây trên màn hình quý vị xem là một chiếc tủ tre mà anh đã mua của chúng tôi, và một đôi đôn. Đó, không gian nhà anh nó chừng vài chục mét vuông cơ, nó rất là rộng. Đó, cho nên là anh cũng mong muốn là muốn kê ở cái gian phòng khách này là chiếc to hơn chiếc trước là 1m60 x 2m thôi. Thì rất cảm ơn anh Hà đã ủng hộ và tin tưởng cửa hàng đối của Bùi Tuấn. Thì cũng xin được kính chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn, hạnh phúc. Và quý vị theo dõi video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào. Được cái thuốc kìa.